Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuần Capital đầu ngày hôm nay. Hôm nay đó là ngày thứ ba tại Hoa Kỳ. Ở Việt Nam đó, các bạn đã bước qua là ngày thứ tư rồi. Chúng ta đã chính thức bước qua tháng 10 các bạn, bước qua October nhưng mà chúng ta đã được chào đón với một màu đỏ các bạn. Tháng 10 thường là một tháng rất là tốt nhưng mà chúng ta đã bắt đầu tháng 10 này đó là một màu đỏ thì chuyện gì đã xảy ra? Chúng ta sẽ nói tới hai điều ảnh hưởng đến tình của thị trường và một số những cái thông tin lớn khác ngày hôm nay giống như là thông tin liên quan tới XRP các bạn. Chúng ta đã có công công ty đầu tiên để đơn để có XRP ETF cái này đó nó là một cái thông tin đương nhiên lạc quan bây giờ bên nào mà đang đầu tư vào XRP nhưng mà nó có một ý nghĩa khác nữa các bạn thôi chứ chia sẻ để các bạn hiểu rõ hơn và rất nhiều thông tin nổi bật khác trong cái video này nhưng mà trước hết đó, chúng ta hãy nhìn vào tình hình chung của thị trường tài chính thì chúng ta nhìn thấy được hôm nay là một màu đỏ chúng ta nhìn thấy chỉ số chứng khoán đó thì ở Hoa Kỳ chúng ta có chỉ số Nasdaq chỉ số mà có nhiều công ty công nghệ ngày hôm nay đã giảm 1.53% chúng ta có chỉ số S&P 500 giảm 0.93% và Dow Jones sẽ giảm 0.41%. Pre-market nghĩa là hợp đồng tương lai thì hồi nãy nó đỏ hơn một chút các bạn. Ít nhất bây giờ chúng ta nhìn thấy hợp đồng tương lai của Nasdaq và S&P thì hiện bây giờ đã không thay đổi nhiều trong khi mà chỉ số Dow Futures thì vẫn đang âm 0.12%. Chúng ta nhìn vào hợp đồng của dầu đó thì ngày hôm nay đã tăng trở lại các bạn và hôm nay đã tăng tới mấy phần trăm luôn. Chúng ta đã trở về cái mức là gần 71 đô cho một thùng dầu. Tại vì sao các bạn? Tại vì chúng ta có cái thông tin liên quan đến chiến tranh ở Trung Đông. Vàng đó thì chúng ta thấy hồi sáng này đã xanh, bây giờ điều chỉnh là một chút các bạn, xuống 0.35%. Và chúng ta nhìn thấy được Bitcoin đó thì hôm nay tiếp tục giảm xuống. Ngày hôm qua đã giảm xuống mức là khoảng 63.000 đô, hôm nay giảm xuống mức thấp là khoảng 60.100 đô trước khi mà hồi trở lại mức là 61.400 84 đô các bạn thì chúng ta có nên lo lắng về những gì đang xảy ra hay là không thường chia sẻ với các bạn chi tiết sau khi chúng ta nhìn vào tình hình của thị trường crypto nói chung. Tại vì ngày hôm nay đó là một ngày đỏ nói chung cho cả thị trường chúng ta nhìn thấy được là vốn hóa của thị trường crypto đã giảm khoảng chừng là 5% các bạn. Bitcoin giảm khoảng 3% nhưng mà vốn hóa của cả thị trường giảm 5%. Có nghĩa là gì các bạn? Có nghĩa là Ocon giảm nhiều hơn Bitcoin ngày hôm nay. Chúng ta nhìn thấy được là Ocon phần lớn là một màu đỏ thật ra là từ ngày hôm qua tới hôm nay chúng ta đã nhận được rất nhiều những tin tức xấu thường gọi là tin tức xấu tại vì chúng ta nhìn thấy là thị trường vẫn tiêu cực với những cái thông tin đó nhưng mà nó cũng không có hẳn là cái thông tin ảnh hưởng xấu đến thị trường dài hạn đâu thường đã từng chia sẻ trong video hôm qua rồi chứ như chúng ta nói tới hôm qua đó có cái thông tin liên quan đến chủ tịch fed john powell ông nói là những cái đợt giảm lãi suất tới đây đó thì chúng ta không nên kỳ vọng là giảm nhiều như là cái đợt mới đây là giảm 0,5% có nghĩa là những cái đợt trong tương lai có thể chỉ giảm 0,25 mà thôi và thị trường đã phản ứng rất là tiêu cực với thông tin đó mặc dù đối thuận đó thì các bạn thấy cái điều quan trọng hơn là Fed và nhiều ngân hàng trung ương đã chuyển hướng để mà thả lỏng chính sách tiền tệ đó mới là cái điều tốt dài hạn các bạn và chúng ta cũng đã nói tới thông tin liên quan đến Nhật Bản à, sau khi mà Nhật Bản thông báo có tân thủ tướng đó, thì rất là nhiều người lo lắng về người tân thủ tướng này có thể thúc đẩy ngân hàng trung ương Nhật Bản tăng lãi suất tăng lãi suất thì tốt cho đồng yên các bạn nhưng mà lại khiến cho nhiều người lo lắng về cái vụ Yen k trade thường nó chia sẻ trong video ngày hôm qua đó là hai thông tin chúng ta đã biết rồi hôm nay chúng ta tiếp tục có thêm hai thông tin nữa và thị trường tài chính phản rất là tiêu cực các bạn. Thứ nhất đó chính là thông tin liên quan tới Israel cho biết Iran vừa mở cuộc tấn công bằng tên lửa cách đây vài tiếng đồng hồ các bạn với một cái quỹ đạo lan rộng và ngay sau khi mà có thông tin đó nó chỉ số Nasdaq và Bitcoin đã tiếp tục chìm sâu trong màu đỏ. Tình hình đã không được tốt hồi sáng này các bạn khi mà có nhiều cái tin đồn về việc là Iran chuẩn bị tấn công bằng tên lửa vào Israel nhưng mà khi có thông tin xác thực đó thì à, thị trường lại càng đỏ hơn nữa. Tình hình ngày hôm nay đó làm thuận nhớ đến cái thời điểm năm 2022 lúc mà Nga đem quân vào Ukraine. À, mới đây thôi mà đã hơn 2 năm rồi các bạn. Đó chính là ngày 24 tháng 2 năm 2022 và cuộc chiến này đó vẫn đang xảy ra hiện tại. Và chúng ta thấy được là hầu như đó, thị trường đã không còn phản ứng nguyên tin tức liên quan tới Nga và Ukraine nữa. Nhưng mà ngay lúc mà xảy ra đó thì lúc đó giá Bitcoin như thế nào? thì à, các bạn có thể nhìn thấy được trên màn hình à, đây là cái giá của BTC. Cái à, thời điểm đó chúng ta có thể bắt đầu từ đầu tháng 2 đi thì lúc đó giá Bitcoin đã à, xây quanh cái mức à, là khoảng 36 tới 40 ngàn Cái ngày mà Nga đem quân vào Ukraine đó là ngày 24 tháng 2 các bạn thì à, ngay lúc đó giá Bitcoin là ngay cái mức này là 38.333 đô. Thì các bạn có thể nhìn thấy được là giá Bitcoin à, hầu như không có phản ứng và thậm chí chúng ta nói tới ngày 2 tháng 4 năm 2020 22 nghĩa là hơn một tháng sau đó thì giá Bitcoin từ 38.000 tăng lên tới cái mức là gần 46.000 đô. Chúng ta thấy được là sau đó giá Bitcoin đã vẫn tiếp tục giữ mức đó và chúng ta phải đợi cho đến tháng 5 sau đó giá Bitcoin mới có, có sự phản ứng. Nhưng mà lý do tại sao mà chúng ta thấy là hồi tháng 5 của năm 2022 giá Bitcoin có một cái sự điều chỉnh mạnh xuống nó không phải liên quan trực tiếp đến Nga và Ukraine mà nó liên quan đến cái vụ việc của Luna và USC sụp đổ Các bạn đã nhớ là tháng 5 Luna và sụp đổ sau đó kéo theo 3 uh, Arrows Capital sụp đổ rồi kéo theo hàng loạt những công ty như là Voyagers, Celsius sụp đổ uh, Chúng ta đã đi vào một mùa đông năm 2022 khi mà giá tiếp tục giảm xuống cho đến cuối năm 2022 khi mà giá chỉ còn có 15.000 đô mà thôi. Đó là tình hình của năm 2022. Có thể nói là giá bitcoin hầu như không có phản ứng với lại thông tin chiến tranh giữa nga và Ukraine. Và chúng ta nhìn vào vàng thì như thế nào các bạn? Chúng ta nhìn thấy được vàng đó thì đã có một cái sự phản ứng nhưng mà không như các bạn nghĩ. Chúng ta nhìn vào trên màn hình đây là giá vàng spot đó, thì chúng ta nhìn thấy là những cái giá này đã là tính theo đô la từng ký vàng và chúng ta nhìn thấy được là ngày 16 tháng 2 cho đến ngày 26 tháng 2 đó thì giá vàng đã có, có sự tăng trưởng các bạn. Và cái ngày Nga đem quân vào dự đó chính là ngày 24 tháng 2 thì có thể nói là trong cái phạm vi 2 ngày sau khi mà sự việc xảy ra đó giá vàng có tăng, nhưng mà sau đó lại có một cái sự điều chỉnh xuống các bạn. Từ cuối tháng 2 đó đã điều chỉnh xuống cho đến cuối tháng 10 một thời gian cũng rất là dài các bạn trước khi mà có cái sự hồi phục trở lại đương nhiên chúng ta nhìn thấy được là nga và ukraine đó thì cuộc chiến đó vẫn đang diễn ra giá vàng và giá bitcoin cũng đã lần lượt đạt nhiều cái đỉnh mới chúng ta có thể nhìn thấy được là năm nay đó thì giá bitcoin cũng đã đạt cái đỉnh mới hồi tháng 3 vàng đó thì cũng đạt đỉnh mới gần đây và chúng ta thấy là hôm nay đã có cái sự phẫn tiêu cực đối với lại btc cũng như là thị trường chứng khoán hoa kỳ nói chung nhưng mà chúng ta cũng thấy được là sau đó thị trường chứng khoán cũng đã có cái sự hồi phục lại và chúng ta cũng có nhiều đỉnh mới từ lúc đó tới bây giờ rồi. Nếu như mà chỉ dựa vào phản ứng giá cả của thị trường tài chính đối với chiến tranh giữa Nga và Ukraine đó thì có khả năng là cái sự việc ngày hôm nay liên quan tới Israel và Iran phản ứng của thị trường chỉ là tạm thời mà thôi. Thường không có nói là chiến tranh không ảnh hưởng dài hạn đối với những cái thị trường tài chính các bạn. Ý thường nói đây đó là tùy theo là chiến tranh đó nó ảnh hưởng như thế nào đối với là cái chuỗi cung và cầu các bạn. Ngày hôm nay đó tôi nghĩ là cái thị trường phản ứng mạnh hợp lý nhất đó chính là thị trường dầu các bạn tại vì nó liên quan tới dầu, tại vì nó liên quan đến Trung Đông thì chúng ta cũng thấy là hợp đồng của dầu đã có cái sự tăng trưởng. Còn tại sao nó khiến cho cổ phiếu công nghệ giảm, nó khiến cho thị trường tài chính nó chung giảm và nó khiến cho Bitcoin crypto giảm đó thì tôi nghĩ đây là cái sự phản ứng ban đầu mà thôi. Hy vọng là như vậy các bạn. Phản ứng ban đầu đó sẽ kéo dài bao nhiêu lâu thì còn tùy theo chúng ta sẽ nhận được thêm những thông tin gì trong những ngày tới đây. Nhưng mà ít nhất ngay bây giờ chúng ta nhìn thấy được là hợp đồng tương lai của Nasdaq và S&P đó thì cũng đã xanh nhẹ lại một chút. Nhưng mà đó không phải là cái thông tin duy nhất dẫn đến thị trường màu đỏ ngày hôm nay đâu. Chúng ta còn một thông tin nữa các bạn. Ngoài thông tin về Iran và Israel đó thì sáng nay còn có một cái thông tin về một cuộc đình công lớn đang diễn ra tại các cảng dọc theo bờ đông và bình nước Hoa Kỳ có hơn 45.000 công nhân cảng đình công ảnh hưởng đến 36 cảng về tranh chấp lương và tự động hóa thì điều này ảnh hưởng đến thị trường như thế nào tại sao chúng ta lại quan tâm thì nó phụ thuộc vào thời gian kéo dài cuộc đình công này như thế nào một cuộc đình công kéo dài đó có thể đẩy giá thực phẩm ô tô và hàng loạt cái hàng hóa tiêu dùng khác lên cao tại vì nó ảnh hưởng đến cái hàng nhập vào các bạn và ngay bây giờ đó thì ước tính nó đã bắt đầu có có sự ảnh hưởng đi qua những công ty rồi tại vì họ đang chờ đợi những mặt hàng này bây giờ cảng đang bị địch công những công ty họ không tiếp cận được với hàng của họ thì đương nhiên sẽ dẫn đến là những công ty đó bị thất thoát các bạn thì bây giờ ước tính của JP Morgan là thất thoát đâu đó là 2 cho đến 3 tỷ trong cái vụ này nhưng mà về ảnh hưởng đến thị trường tài chính quy mô rộng đó thì ngay bây giờ nhiều người nói là khả năng thì cũng không nên nổi đâu miễn là nó không có kéo dài mà thôi tại vì nếu kéo dài đó sẽ dẫn đến những cái hàng hóa sẽ bị tăng giá tại vì chúng ta thấy được là không có đủ cái nguồn cung và khi mà hàng hóa tăng giá nó sẽ ảnh hưởng đến phần trăm lạm phát các bạn và nó ảnh hưởng đến quyết định lãi suất của Fed. Tuy nhiên như thường vừa chia sẻ ước tính hiện bây giờ đó cuộc đình công này sẽ không ảnh hưởng lớn. Ngoài ra đó tổng thống Joe Biden dưới quyền hạn được trao bởi đạo luật Taft Hartley có thể can thiệp và ra lệnh thực hiện giai đoạn hạ nhiệt kéo dài 80 ngày ít nhất tạm thời có thể ngăn chặn cái việc định công này nếu như mà nó đến mức đó đó thì tổng thống có thể can thiệp các bạn cho nên cái việc này là một việc mà mọi người bây giờ nói là có sức ảnh hưởng ngay ngày hôm nay mà thôi chứ còn về dài hạn đó thì có thể là không nên nổi nào đâu gần đây đó chúng ta nhận được rất nhiều những cái thông tin bất ngờ nhưng mà nó lại là thông tin xấu các bạn và từ đến cuối tuần đó, chúng ta sẽ đợi thêm hai tin tức lớn nữa ngày mai chúng ta sẽ có cái thông báo đến từ công ty biên chế adp đây là cái công ty tư nhân mà thôi nhưng mà họ cũng sẽ cung cấp dữ liệu liên quan tới việc làm ở hoa kỳ nhưng mà cái quan trọng hơn đó chính là vào ngày thứ sáu các bạn đó chính là phần trăm thất nghiệp Bây giờ ước tính là 4.2% tại Hoa Kỳ và tháng trước đó là 4.2% có nghĩa là sẽ không có sự thay đổi. Chúng ta không muốn thấy cái phần trăm thất nghiệp này tệ hơn. Tại vì tệ hơn nó có thể dẫn đến mọi người là một lần nữa lo lắng về suy thoái tài chính các bạn. Cho nên chúng ta muốn thấy cái phần trăm thất nghiệp như vậy hay là tốt hơn. Hy vọng chúng ta sẽ nhận được tin tức tốt từ đây đến cuối tuần các bạn. Tại vì hai ngày tuần này chúng ta đã nhận được toàn tin tức xấu mà thôi. Và các bạn cũng đã biết là chúng ta đang ở trong một cái tháng rất là bullish Không chỉ riêng là thị trường crypto các bạn mà trong thị trường tài chính nói chung Thì chúng ta đã có một cái meme hãy nói thật cho em biết October có thật hay là không <laughs> Anh cũng không biết nhưng mà trên Dex ai cũng nói vậy Cá <laughs> mà thường nói đến thì chúng ta đã nói rất là nhiều là quý 4 là một quý rất là xanh trong lịch sử của BTC chúng ta nhìn thấy được là tháng 10 này đó thì tính từ năm 2013 đến đến bây giờ đó là chúng ta chỉ có 2 năm thôi đó chính là năm 2018 và trước đó chính là năm 2014 là 2 năm mà chúng ta có màu đỏ xuất hiện và đây là 2 năm mùa đông crypto, ngay cả mùa đông crypto năm 2022 đó, lúc đó chúng ta cũng thấy được là tháng 10 giá Bitcoin cũng có cái sự hồi phục là 5.5% rồi sau đó tiếp tục đâm tiếp các bạn nhưng mà ít nhất đó, ngay cả mùa đông năm 2022 chúng ta cũng có màu xanh hy vọng năm nay đó, không làm cho chúng thất vọng tại vì trung bình tháng 10 ra thì bitcoin có cái sự tăng trưởng trung bình có nghĩa là có năm nhiều hơn ít hơn nhưng mà trung bình là tới 20.69% tháng 10 này để chúng ta vừa mở đầu là đã có phần trăm âm là 3.61 rồi các bạn nhưng mà chỉ mới mở đầu mà thôi chúng ta vẫn có nhiều hy vọng các bạn và không chỉ riêng tháng 10 mà tháng 11 tháng 12 đã thường niên tháng rất là tốt cho BTC cho nên mới nói là quý 4 đó là một quý rất là tốt các bạn hy vọng mình tháng 10 này không làm chúng ta thất vọng nhưng mà để thùng bơm thêm hopium cho các bạn à, các bạn nhìn thấy trên màn hình đây là một cái bài chia sẻ bởi Look On Chain thật ra cái bài này đó Look On Chain cũng lựa chọn một số tháng 10 mình thường cảm thấy nó không có một cái lo chức nào rõ ràng hết nhưng mà cái mà Look On Chain muốn chia sẻ là chúng ta nhìn vào những cái đợt mà tăng giá mạnh á thường là bắt đầu ngay sau tháng 10 Look On Chain chia sẻ là nhìn vào tháng 10 năm 2013 ngay sau đó đó giá có cái sự tăng trưởng mạnh chúng ta nhìn thấy tháng 10 năm 2017 đó thì ngay sau đó chúng ta có cái sự tăng trưởng mạnh của giá cái đường màu xanh lá cây trên màn hình Chúng ta nhìn vào tháng 10 năm 2020, lúc đó, đó tâm lý cũng không được tốt đâu. Lúc đó là cái thời điểm dịch bệnh các bạn, dịch bệnh bùng nổ vào tháng 3. Tùy theo quốc gia nào, ở Hoa Kỳ là tháng 3, nhiều quốc gia thì nó trễ hơn hoặc là sớm hơn một chút các bạn. Nhưng mà nói tới tháng 10 đó, thì lúc đó tình hình cũng rất là bi quan, người ta vẫn thất nghiệp, rồi tình hình kinh tế vẫn đang không được tốt. Thì không có ai nghĩ đến là giá Bitcoin có thể có một cái sự tăng trưởng mạnh. Nhưng mà sau tháng 10 năm 2020, giá Bitcoin đã tăng trưởng mạnh các bạn và chúng ta cũng thấy được tại tháng 10 năm 2023 sau đó chúng ta cũng thấy là giá tăng trưởng mạnh và giá đã tăng từ tháng 10 của năm ngoái đó, thẳng cho đến tháng 3 của năm nay và nếu như các bạn có lòng tin vào chu kỳ mà 4 năm đó các bạn vẫn có lòng tin vào Plan B thì các bạn đang nhìn thấy trên màn hình đây là biểu đồ Stock to Flow thì biểu đồ này đó, cho chúng ta thấy được là năm sau giá Bitcoin có thể kết thúc ở cái mức đâu đó là khoảng 500.000 đô các bạn đó là dựa theo mô hình stock to flow của plan B đương nhiên thì thường nhắc lại các bạn nhớ đó mô hình này đã cũng đã bị lệch nó đã đúng cho đến lúc mà chúng ta vượt qua khỏi 55.000 đô tại vì plan B đã nói đúng cho đến lúc chúng ta vượt qua 55.000 đô sau đó nó cái mức đăng lý đầu hồi năm 2000 21 chúng ta nên đạt được đó chính là 100.000 đô các bạn nhưng mà cuối cùng là chúng ta cũng có sự tăng trưởng rất là tốt lên đến mức là 69.000 đô nhưng mà đã không lên được tiếp tục 100.000 đô thì có thể là mọi người sẽ đưa ra lý giải tại vì chúng ta có FTX lúc đó làm giá thị trường rất là nhiều rồi sau đó sang FTX phá sản rồi chúng ta cũng có cái thông tin liên quan đến Fed thì họ lại lựa chọn lúc đó để mà bắt đầu tăng lãi suất dẫn đến là chúng ta không thể có thêm cái sự tăng trưởng lên tới 100.000 đô lúc đó đã có nhiều tin đồn rồi Fed qua đến năm 2022 đó thì mới tăng lãi suất nhưng mà trước đó đó họ đã ra dấu hiệu là họ chuẩn bị tăng lãi suất thì đó có thể là những cái yếu tố dẫn đến là cái dòng tiền quốc tế bị giảm xuống dẫn đến giá bitcoin không phải đạt được 100.000 đô có thể là vậy các bạn nhưng mà sự thật đó là cái mô hình này nó đã bị lệch năm 2021 thì có chính xác năm nay hay là không thì tới đó chúng ta mới biết được và có thể nói là sau năm 2017 rồi sau năm 2021 đó Thuần cũng đã học được rất là nhiều kinh nghiệm các bạn. Nói chung nó Thần cũng rất là ít quan tâm đến những cái dự đoán giá nữa. Tại vì sao? Để chia sẻ để các bạn hiểu rõ hơn. Chúng ta nhìn thêm một cái dự đoán giá. Đây là một cái bài viết rất là dài các bạn bởi bạn này ở trên X. Nói chung nó đây là bài viết mà được chia sẻ rất là nhiều và nó có cái cách tính toán nó khá là phức tạp. Thường cũng không hiểu rõ hết cái tính toán như thế nào. Nhưng mà bài viết này thì thế này các bạn. Đây là cái bài tóm tắt. Đây là một cái cách tính giá của BTC dựa theo một cái gọi là quantile regression hay còn gọi là hồi quy theo phân vị là một phương pháp phân tích dữ liệu tập trung vào các phần cụ thể, phân vị hay là phần trăm của tất cả các điểm dữ liệu thay vì chỉ dùng vào trung bình tổng thể như là hồi quy thông thường. Trong trường hợp này nó được sử dụng để mà phân tích giá của BTC. Đây là cái uh, biểu đồ được chia sẻ bởi bạn này ở trên X. Thì điểm quan trọng các bạn cần nắm là nếu như bạn sử dụng phương pháp này để mô phỏng giá Bitcoin từ tháng 7 năm 2013, bạn sẽ thấy rằng dự đoán giá cho ngày 1 tháng 11 năm 2025 đã thay đổi rất nhiều theo thời gian. Mô hình được tạo ra vào năm 2013 khác biệt nhiều so với mô hình gần đây nhất. Tuy nhiên, cả hai đều cho thấy một xu hướng chung là giá đang chậm lại dần theo thời gian tại vì ngày thì bitcoin càng lớn hơn vốn hóa càng nhiều hơn thì cái sự tăng trưởng cũng sẽ chậm lại các bạn nhưng mà dựa theo mô hình này đó thì người này đưa ra một cái ước tính là bitcoin sẽ đạt cái đỉnh vào tháng 11 năm 2025 và có thể lên tới cái mức là khoảng 275.000 đô đây là hai cái ước tính giá cho năm sau và chúng ta cũng thấy được là có nhiều người đó họ cũng đưa cái mức giá đâu đó là khoảng từ 100.000 tới 250.000 đô. Chúng ta cũng đã nghe rất là nhiều rồi, thường đã từng chia sẻ với các bạn. Nhưng mà chúng ta cũng không có nên đặt nặng quá về những cái dự đoán giá này, tại vì các bạn thấy được là có rất là nhiều yếu tố, những mô hình này họ sẽ không có thể nào biết trước được. Các bạn thấy được là những cái yếu tố đó nó thường có sự ảnh hưởng ngắn hạn mà thôi. Cứ ra đúng các bạn, chúng ta có thể thấy được là giá của bitcoin, giá của vàng, giá của bất động sản, giá của chứng khoán đó thì tăng trưởng theo thời gian. Cho dù là chúng ta có bao nhiêu những cái sự kiện xảy ra trong vòng bao nhiêu năm qua chúng ta vẫn thấy được là thị trường tài chính nói chung nó vẫn liên tục tăng trưởng nhưng mà không có nghĩa là cái sự kiện đó nó không có sự ảnh hưởng chỉ là nó có sự ảnh hưởng trong một khoảng thời gian nào mà thôi cũng như ngày hôm nay chúng ta nói tới cái sự việc đình công ở Hoa Kỳ hay là liên quan đến Israel và Iran thì có cái sự ảnh hưởng đối với lại thị trường ngay trong cái khoảng thời gian này và nếu chúng ta trở lại cái mô hình stock to flow đi thì có thể là plan B đã đón đúng các bạn cho đến khi mà chúng ta có dấu hiệu là Fed chuẩn bị tăng lãi suất vào cuối năm 2021 dẫn đến giá không tiếp tục tăng nữa. Sau này khi mà giá Bitcoin đạt từ 100.000 đô và hơn thế nữa thì có thể là chúng ta nhìn lại cái khoảng thời gian Fed tăng lãi suất thì chúng ta đã nói là thấy chưa Fed có tăng lãi suất đi nữa đó thì cũng không ảnh hưởng đến giá Bitcoin dài hạn. Cái đó là đúng các bạn, nhưng mà nó lại ảnh hưởng đến trong cái khung thời gian đó. Cái mình không muốn chia sẻ đây đó là có thể một mô hình nào đó chính xác cho đến khi có một sự kiện cho dù nó ảnh hưởng trong thời gian ngắn hạn là trong vòng nửa năm hay một năm gì đó nhưng mà nó cũng đủ để khiến cho mô hình đó bị lệch trong khoảng thời gian đó các bạn và nó có thể bị lệch ngay cái khúc quan trọng giống như là năm 2021. Có thể là nếu như mà Fed không có ra dấu hiệu tăng lãi suất thì giá Bitcoin thật sự có thể đạt được 100.000 đô nhưng mà ngay thời điểm quan trọng cuối năm đó thì Fed lại có dấu hiệu đó khiến cho giá Bitcoin không thể đạt được 100.000 đô. Cho nên những cái mô hình này đó không thể nào tính trước được những cái khoảnh khắc đó. Cho dù nó chỉ có ảnh hưởng ngắn hạn và cái mô hình chúng ta vừa nói đến cũng có thể như vậy các bạn. Cũng thấy cái mô hình này đúng cho đến cái lúc than chốt thì nó lại không đúng các bạn. Có thể là một sự kiện nào đó xảy ra vào tháng 10 của năm 2025 khiến cho giá Bitcoin không thể tiếp tục tăng lên. Cho nên về mô hình các bạn xem thì nó cũng tốt các bạn cho các bạn một góc nhìn nhưng mà chúng ta không thể tin hoàn toàn được tại vì nó có rất nhiều yếu tố không có thể ước tính trước được. Và thêm vào đó đó chúng ta thấy một trong những cái yếu tố về chuẩn đoán giá là khi một ai đó thứ nhất là họ đoán đúng, họ sẽ càng tự tin hơn và cái mức trận đoán giá kế tiếp nó sẽ còn lớn hơn nữa các bạn Hay là họ đưa ra một cái ước tính quá thấp cái con số thực sự nó lại cao hơn nhiều dẫn đến họ cần phải có một cái cách tính giá nó nhiều hơn nữa các bạn hay là ngược lại đó họ đưa ra một cái ước tính quá cao nhưng mà con số thật sự quá thấp khiến cho lần kế tiếp họ đưa ra cái ước tính thì họ sẽ khiêm tốn hơn. Nói chung các bạn có thể nhìn thấy được là về cái sự chẩn đoán giá đó thì nó thường bị ảnh hưởng bởi những gì đã xảy ra trước đó. Thường chia sẻ để các bạn hiểu rõ hơn là những gì đã xảy ra trong những đợt trần đoán giá trước đây. Chúng ta trở về năm 2016 đi. Thì hồi tháng 5 năm 2016 đó, lúc đó rất là nhiều người họ đưa ra cái ước tính là giá Bitcoin có thể đạt được 1.000 đô năm 2016. Có thể là các bạn nghe 1.000 đô Bitcoin các bạn cảm thấy được là wow, hồi xưa đó người ta rất là khiêm tốn bị đưa ra giá không phải đâu các bạn tại vì giá bitcoin lúc đó chỉ có 531 đô mà thôi cỡ đó mà họ ước tính cuối năm lên tới 1.000 đô cũng giống như chúng ta nói tới là giá bitcoin khoảng chừng là 500 đô nhưng mà họ đưa ra ước tính cuối năm là lên tới 100.000 đô nó cũng tương tự như vậy và cuối cùng đó thì các bạn thấy được là giá bitcoin cũng đã đạt được 1.000 đô nhưng mà phải tới đầu năm 2017 và không những là nhân cơ đó các bạn mà giá Bitcoin tiếp tục tăng. Đầu năm 2017 đó thì lúc đó giá là lên tới 800 đô rồi và nhanh chóng đạt được 1.000 đô. Sau đó chúng ta đã được là có những cái ước tính giá Bitcoin năm 2017 có thể lên tới cái mức là 2.500 đô thường nhớ đó lúc đó mà những người mà đưa ra cái ước tính về giá bitcoin đạt được 5.000 đô là ước tính rất là điên rồ trong khi mà một năm trước đó giá bitcoin chỉ có 500 đô mà thôi mà 5.000 đô năm 2017 một năm sau đó là nhân 10 lần thì nhiều người không có tin nữa các bạn cảm thấy đó là ước tính rất là điên rồ cuối cùng thì sao các bạn phần lớn mọi người nghĩ là giá bitcoin đâu đó là lên tới 2.500 đô và tới cuối năm 2017 đó có thể là trở về cái mức là 1.500 đô Cuối cùng đó, thì trong vòng vài tháng thôi, nửa năm đầu tiên thôi đã đạt được 5.000 đô và cuối năm 2017 các bạn có nhớ đạt được bao nhiêu không? Tới gần 20.000 đô. Có thể nói là cực kỳ bất ngờ những cái ước tính trước đó đó có thể nói là nó đã quá khiêm tốn con số thật nhiều hơn dẫn đến gì các bạn dẫn đến là nhiều người đã không tin là sẽ có mùa đông crypto mặc dù trước đó đã có một đợt rồi lúc đó đó thường cũng không tin các bạn tại vì cái sự tăng trưởng này là quá bất ngờ lúc đó mọi thông tin đều cực kỳ tốt và mọi người đó đều rất là mơ mộng về một cái tương lai là giá Bitcoin sẽ tiếp tục và tiếp tục tăng Bây giờ chúng ta đạt được 20.000 sẽ lên tới 50.000 đô nhưng mà không phải các bạn sau đó giá đã từ từ đi xuống và chúng ta đi vào mùa đông crypto năm 2018 và năm 2019 tại vì chúng ta đã có cái ước tính quá cao sau khi mà cái ước tính trước đó quá thấp. Đó là lý do tại sao các bạn và tôi thường chia sẻ thêm một cái ví dụ nữa. Chúng ta trở lại đầu năm 2020 đi. Thì lúc đó giá Bitcoin đâu đó là khoảng 6.000, 7.000 đô. Thì chúng ta thấy được là hồi đầu năm 2020 đó. Chúng ta có những cái dự đoán là giá Bitcoin có thể đạt được cái mức là khoảng 50.000 đô năm 2020. Cuối cùng thì sao các bạn? Cuối cùng đó thì giá thực sự đã đạt được 50.000 đô qua năm 2021 nhưng mà chúng ta cũng thấy được là giá đã đạt được 20.000 đô năm 2020 rồi sau đó tiếp tục tăng trưởng rất là nhanh chóng luôn tôi nhớ là từ 20.000 tới 40.000 cực kỳ lẻ luôn các bạn và giá đã đi theo y chang như là mô hình stock to flow plan B đã đưa ra cho nên rất là rất nhiều người tin tưởng 100.000 đô cuối năm 2021 và siêu chu kỳ sau đó Kết quả thì sao các bạn? Kết quả đó thì giá đã không đạt tới 100.000 đô. Và đây là một cái ví dụ khác. Cái ví dụ này đó là chúng ta đã thấy cái mô hình đã đúng. Nhưng mà tại vì mô hình đúng khiến cho mọi người có cái sự tự tin hơn cho đến khi mô hình đã bị sai. Đây là một trong những cái yếu tố tại sao mà Thuận không còn quan tâm nhiều đến ước tính giá các bạn. Tại vì đối Thuận nói như thế này chúng ta thường kỳ vọng quá nhiều về giá cả của Bitcoin trong thời gian ngắn hạn giống như trong vòng một năm nhưng mà lại kỳ vọng quá thấp khi mà chúng ta nhìn vào giá Bitcoin dài hạn giống như là 5 năm trở lên chúng ta cũng thấy được là năm 2017 năm 2017 các bạn hồi tháng 5 đó, lúc đó giá khoảng chừng là 2.000 đô mà thôi thì có những người họ đưa ra cái ước tính là giá Bitcoin có thể đạt được 100.000 đô trong vòng 10 năm thì hiện bây giờ vẫn chưa đạt được các bạn nhưng mà chúng ta cũng thấy được là trong năm nay thôi hồi tháng 3 đó chúng ta cũng đã thấy giá của Bitcoin đạt được cái mức là gần 74.000 đô và năm nay chỉ mới là năm 2024 thôi các bạn 10 năm có nghĩa là tới năm 2027 chúng ta đều biết khi mà Bitcoin thực sự muốn di chuyển thì nó di chuyển rất là nhanh lên hay xuống đều rất là nhanh các bạn chúng ta cũng đã từng chứng kiến từ năm ngoái tới bây giờ giá Bitcoin đi từ 20.000 lên đến 60.000 rất là nhanh luôn nếu như mà thời điểm đến các bạn nếu như mà tình hình thuận lợi thì giá di chuyển rất là nhanh, thì từ mức này cho đến 100.000 đô đó thực sự không có xa như là các bạn nghĩ. Nhưng mà chúng ta trở lại cái cái này đi, lúc đó đó giá Bitcoin chỉ có 2.000 đô mà nó trong vòng 10 năm đạt được 100.000 đô. Lúc đó là một cái suy nghĩ cực kỳ ngông luôn các bạn. Wow, 2.000 đô bạn nghĩ tới Bitcoin 100.000 đô 10 năm sau sao mà suy đoán gì mà xa quá vậy. Nhưng mà tới bây giờ chúng ta là năm 2024 thì giờ chúng ta đã ở mức là 61.000 đô ngay thời điểm hiện tại rồi. Thì bây giờ cũng có nhiều người họ suy nghĩ là giá Bitcoin có đạt được là 1 triệu đô hay là 3 triệu đô, 10 năm sau, 25 năm sau hay gì đó. Tôi nghĩ là những cái xa hơn đó bây giờ nhiều người cho là suy nghĩ diễn dòng các bạn nhưng mà cũng không hẳn đâu. Chúng ta thường hay đánh giá quá cao trong thời gian ngắn hạn những gì Bitcoin có đạt được nhưng mà lại đánh giá quá thấp trong dài hạn những gì Bitcoin có thể đạt được và chúng ta có thể nhìn thấy được là ngay bây giờ đó cũng đã có rất nhiều người có lòng tin là Bitcoin đạt được 100.000 đô chúng ta có rất là nhiều những cái lệnh call các bạn đây chính là quyền được mua option ở trên Deribit thì hiện bây giờ đã có 1 tỷ đô la open interest có nghĩa là lệnh mở về hợp đồng call quyền được mua Bitcoin 100.000 đô và thêm một ví dụ nữa cho các bạn thấy được là về ngắn hạn và dài hạn nó nó khác nhau như thế nào về mặt tư duy và sự thật các bạn thấy được là giá bitcoin có thể lên xuống nó có thể là đi bất cứ xu hướng nào trong thời gian là ngày mai trong thời gian là tuần tới tháng tới và tâm lý của những người đầu tư đã thay đổi liên tục có thể nói là trong hai ngày qua chúng ta đi từ lạc quan sang bi quan rất là lẹ luôn các bạn và chỉ cần trong vòng 2 ngày để thôi thì mọi người lại có thể thay đổi tâm lý một lần nữa tùy theo giá cả như thế nào. Nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy được là đây là cái ngày kết thúc tháng 9 của tất cả các năm từ năm 2012 đến bây giờ. Thì chúng ta có thể thấy được là chúng ta lấy bất kỳ một năm nào giống như chúng ta lấy năm 2017 đi thì lúc đó đã giá kết thúc năm 2017 là 4.282. Thì nếu như mà ai đó nói với bạn là kết thúc tháng chính năm 2018 một năm sau là giá mức là 6.581 thì các bạn sẽ cảm thấy rất là vui tại vì từ 4.000 lên 6.000 là một phần trăm không hề nhỏ nhưng mà có thể nói là lúc năm 2018 khi mà giá 6.581 đó thì chẳng ai vui hết các bạn tại vì giá đã lên tới mức 20.000 đô rồi giảm về 6.500 đô cho nên các bạn thấy được là tâm lý đó nó bị ảnh hưởng bởi những gì xảy ra trong ngắn hạn chứ còn dài hạn đó khi mà các bạn nhìn cái sự tiến triển như thế này từ 12 đô năm 2012 lên tới 126 đô năm 2013 lên tới 4.200 đô năm 2017, lên tới 42.000 đô năm 2021 và lên tới 63.500 đô năm 2024 là sự tăng trưởng cực kỳ kinh khủng. Có thể nói là nếu như mà chúng ta trở về năm 2014 và ai nói với các bạn đó là ước tính trong vòng 10 năm giá sẽ đạt được 63.500 đô, lúc đó giá chỉ có 381 đô mà thôi thì cũng không ai tin được các bạn. Và sự thật đó, ngay năm 2015 thì một năm sau đó giá lại giảm xuống còn 237 đô cũng giống như là các bạn thấy năm 2021 đó giá 42 đô nhưng mà năm 2022 giá còn có 19.000 đô mà thôi thì trong thời gian ngắn hạn một năm như vậy đó thì chuyện gì cũng có thể xảy ra mọi người đã thường quá FOMO ngắn hạn nhưng mà lại không đủ bearish dài hạn Thuận hy vọng là thuận bơm đủ hopium cho các bạn rồi <laughs> Chúng ta cũng có một cái thông tin liên quan tới Michael Dell Các bạn có đều biết đây là CEO và chủ tịch của tập đoàn Dell thì ông là một tỷ phú các bạn thường nhớ hình như là ông xếp hạng thấp 10 gì đó rất là giàu và ông đã đệ đơn để bán thêm cổ phiếu Dell các bạn bán thêm 1 tỷ 2 và điều mà chúng ta đã từng nói đến đó chính là Michael Dell là người mà đã ủng hộ Bitcoin từ nhiều năm các bạn và ở trên Twitter đó thì lâu lâu cũng đưa ra dấu hiệu là ông ủng hộ Bitcoin à, thông qua những cái uh, thuyết không rõ ràng các bạn những cái thuyết nó giống như là mờ mờ ảo mà thôi nhưng mà ông cũng đề cập đến Bitcoin nhiều lần và thật ra công ty Dell là công ty có thể nói được là tiên phong trong lĩnh vực chấp nhận thanh toán một Bitcoin hồi xưa không phải là bây giờ các bạn bây giờ đã có nhiều công ty làm rồi nhưng mà hồi xưa đó Thường nhớ là năm 2013 14 gì đó đó công ty Dell đã chấp nhận thanh toán Bitcoin rồi là một trong những người chấp nhận rất là sớm. Thì bây giờ đó với sự kiện là ông bán 1 tỷ 2 cổ phiếu đều thì nhiều người đưa ra giả thuyết là có thể là ông sẽ đi thu mua Bitcoin. Có thể ông đã có nhiều rồi chúng ta không biết. Không phải ai cũng như Michael Saylor hay là một số người khác chia sẻ được các bạn. Có rất nhiều người họ âm thầm tích lũy. Nhưng mà có thể cho các bạn biết là không có một ai mà họ lên kế hoạch bán 1 tỷ 2 cổ phiếu mà không có kế hoạch thu mua gì. Thường không nghĩ là ông chỉ muốn 1 tỷ 2 tiền mặt rồi sau đó để cho ngân hàng thôi các bạn. Thì có thể là nhiều người nói không phải cái gì cũng liên quan đến Bitcoin. Nếu như các bạn sống trong thị trường này đủ lâu thì các bạn sẽ nhận ra được là thật ra phần lớn tất cả đều liên quan tới con hết các bạn. Chúng ta có thể thấy được những cái mà chúng ta chia sẻ đó bây giờ nghe bình thường nhưng mà đã từng bị rất nhiều người gọi là điên rồ các bạn, gọi là lừa đảo, gọi là mơ mộng hảo huyền và sẽ không bao giờ có chuyện nó xảy ra, sẽ không bao giờ có công ty forward chấp nhận bịch khôi, sẽ không bao giờ ngân hàng chấp nhận bịch khôi, sẽ không bao giờ có chính phủ chấp nhận bịch khôi, sẽ không bao giờ và sẽ không bao giờ chúng ta nghe rất là nhiều về những cái đó trong cái thị trường này rồi các bạn, có thể nói được là những nhà đầu tư crypto dài hạn đó, có thể hiểu tại sao mà họ thường có một cái bản tính mạnh mẽ nhất là trên mạng xã hội các bạn tại vì chúng ta cũng đã bị dùi dập rất là nhiều nhất là bởi ngôn luận và chúng ta cũng thấy là những gì mà nghe điên rồ trước đây đã trở thành sự thật chúng ta nhìn vào một cái clip đi clip này là khoảng 50 giây mà thôi còn nhớ đó khi Bitcoin chỉ có 5.000 đô năm 2019 khi mà Thom Lee nói là mọi người nên suy nghĩ đến là đầu tư một phần nhỏ về Bitcoin mà thôi khoảng chừng 1-2% lỡ như mà Bitcoin có chuyện gì nữa đó thì cái số lượng tiền mất mát không phải là nhiều ảnh hưởng đến cuộc sống nhưng mà nếu như Bitcoin thật sự tăng trưởng mạnh thì 1-2% đó có thể thay đổi cuộc sống của rất là nhiều người thì chúng ta thấy được là CNBC đã nói là Thom Lee điên rồi. <laughs> Đây Hương chia sẻ clip này với các bạn. Right now, if you actually think it's undervalued by that extent? Well, you know, we've kind of, we think the best approach for most people is just to put 1% or 2%. Are you it's... saying that? I get that if you're somebody who's got a lot of assets. I, I still think it's crazy. But for a retail investor, somebody who's saying... Các bạn đã nghe <laughs> Becky Quick nói gọi Tom Lee là điên rồ. Bây giờ những cái công ty forward họ đang đưa ra những cái lập luận là nên đầu tư khoảng chừng từ 2 tới 5% vào thị trường crypto này các bạn. Trong khi mà trước đây 1 2% lại gọi là điên rồ khi mà giá Bitcoin chỉ 5.000 đô, bây giờ giá Bitcoin 61.000 đô mà họ đang nói tới là đầu tư 2 tới 5% vào thị trường này. <laughs> cái nào điên rồ hơn các bạn? Và chúng ta cũng thấy được là mọi thứ đều điên rồ, mọi thứ đó đều không thể. Cho đến khi nó có thể, Bitcoin là một trò hề, cho đến khi nó không phải nữa các bạn. <laughs> cho đến khi mà chúng ta thấy là những công ty phố Wall ủng hộ thị trường này, cho đến khi mà họ có Bitcoin Spot ETF, cho đến khi mà cho dù là tháng 9 á, là một cái tháng mà ảm đạm đối với là Bitcoin Spot ETF, các bạn biết là họ vẫn tiếp tục tích lũy nhiều hơn so với lại bán ra và cái số lượng họ tích lũy đó là 17.971 BTC vẫn nhiều hơn là cái số lượng được đào ra các bạn phố Wall vẫn tiếp tục tích lũy chúng ta thấy được là những công ty vẫn tiếp tục tích lũy chúng ta nói tới những công ty như là MicroStrategy chúng ta nói tới những công ty như là Tesla, SpaceX, Block vân vân và càng ngày lại càng có nhiều công ty hơn theo quát trình của MicroStrategy để mà tích lũy Bitcoin các bạn và trong đó chúng ta có công ty Made Planet của Nhật Bản và họ đã thông báo là họ mua thêm 1 tỷ yên các bạn nghĩa là khoảng 7 triệu đô la Bitcoin không phải là nhiều không phải là chúng ta nói tới hàng tỷ đô la như là MicroStrategy nhưng mà các bạn thấy được là họ tích tủy từ từ giống như là họ trung bình giá và bây giờ họ đã có một con số không hề nhỏ các bạn 506 Bitcoin hiện tại và chúng ta cũng thấy được là không chỉ riêng là những công ty mà chúng ta có những quốc gia ủng hộ còn nhớ đó rất nhiều người nói là sẽ không có bao giờ có chính phủ nào ủng hộ bitcoin crypto bây giờ các bạn nhìn thấy được là chúng ta có ứng cử viên tổng thống hoa kỳ ủng hộ chúng ta có những cái tổng thống quốc gia khác những hàng trung ương ủng hộ chúng ta nhìn thấy được là el salvador đã dẫn đầu với việc là tiếp tục tích lũy thêm bitcoin một bitcoin mỗi một ngày và các bạn nhìn thấy được là mỗi ngày cho dù tình hình như thế nào họ vẫn tiếp tục tích lũy một BTC và bây giờ họ đã có con số 5.890 Bitcoin các bạn 500 trong ngân khố của quốc gia Salvador và Phó Tổng thống Argentina Victoria Villarreal đã nhờ Tổng thống ở Salvador Nayib Bukele hướng dẫn cô về chính sách Bitcoin và trái phiếu núi lửa. Nếu như mà thuận cho các bạn xem cái bản tin này đó cách đây khoảng chừng là 10 năm đó có thể là các bạn không thể tin nổi đâu các bạn đừng nói 10 năm cái đây 5 năm mà thôi. Thứ nhất các bạn nói là em sao vậy quốc gia gì vậy <laughs> bây giờ ai cũng biết hết các bạn và bitcoin và trái phiếu nước lửa là cái gì vậy chúng ta đã đi một con đường rất là xa rồi và hôm nay nó không phải chỉ có tin tức xấu các bạn chúng ta cũng có một số tin tức lạc quan giống như là công ty bitwise đó, thì họ đã chính thức nộp đơn để có xrp etf Điều mà các bạn nên hiểu đây đó, không phải đây là một thông tin lạc quan liên quan những mà nào mà lưu trữ XRP mà cái thời hạn kháng cáo của SEC cho cái vụ giữa Ripple và SEC vẫn chưa có kết thúc các bạn đến ngày 7 tháng 10 thì mới hết nhưng mà Rayscale đó thì đã mở lại quỹ XRP Trust rồi và Bitwise lại nộp đơn xin mở XRP ETF ngày hôm nay có thể là họ đã biết gì đó mà chúng ta không biết có thể họ đã biết chắc chắn là SEC sẽ không kháng cáo tại vì chỉ còn 6 ngày nữa thôi là chúng ta biết kết quả thật sự như thế nào rồi và chúng ta cũng sắp sửa có cái hội nghị Ripple Swell ở Miami Florida ở Hoa Kỳ các bạn sẽ diễn ra vào ngày 15 và ngày 16 tháng 10. Tôi nghĩ là sẽ có nhiều cái thông tin được chia sẻ trong cái sự kiện này. Chúng ta cũng đã biết là Ripple chuẩn bị ra mắt stablecoin có thể đó cũng là lúc mà họ ra thông báo liên quan đến stablecoin và đó cũng là cái ngày sau cái ngày mà SEC có thể kháng cáo, có thể họ cũng sẽ công bố kế hoạch họ lên sàn chứng khoán. Nói chung đó, đây là một cái sự kiện mà những người yêu thích XRP đang chờ đợi. Và thêm một thông tin nữa liên quan đến Ripple, họ đã nhận được cái sự chấp thuận về nguyên tắc từ cơ quan dịch vụ tài chính ở Dubai là DFSA cho phép tiếp cận rộng rãi hơn với các dịch vụ thanh toán xuyên biên giới tại Trung Đông. Họ vẫn tiếp tục phát triển kế hoạch kinh doanh của họ. Và chúng ta cũng có một cái thông tin đó, là đến từ công ty George Schwab các bạn đây là công ty quản lý đầu tư và họ quản lý là hơn 7 nghìn tỷ đô la công ty rất là lớn họ nói là họ đương nhiên sẽ ủng hộ crypto nếu như mà Hoa Kỳ có luật tốt hơn các bạn nhìn thấy được là cái mà ngăn chặn một số công ty bây giờ tham gia vào thị trường này đó không phải là tại vì họ nghi ngờ Bitcoin crypto nữa mà tại vì họ cần có một cái môi trường pháp lý tốt hơn mọi thứ nó đã thay đổi so với trước đây rồi và chúng ta cũng thấy năm nay là một cái năm tốt hơn nhiều so với năm ngoái cho Binance các bạn Năm 2022 và năm 2023 đó thì Binance hầu như tuần nào cũng có tin tức xấu là quốc gia này tới quốc gia kia tước uh, tức mà hoạt động của họ Năm nay đó thì hết quốc gia này tới quốc gia kia đã cho bàn hoạt động trở lại và chúng ta thấy được là Binance đã có cái bàn hoạt động tại Argentina và hiện bây giờ đó đã có 20 bàn hoạt động tại 20 quốc gia hiện tại và chúng ta cũng đã biết cái thông tin liên quan đến thủ tướng mới của Nhật Bản thì có khả năng ông sẽ ủng hộ việc Nhật Bản tăng lãi suất thì cái đó là tin tức xấu ngày hôm qua nhưng mà chúng ta cũng có thêm một thông tin là thủ tướng mới Shigeru Ishiba ủng hộ công nghệ blockchain và NFT theo tài liệu chính sách của ông với mục tiêu sử dụng công nghệ blockchain và NFT để tối đa hóa giá trị của nhiều sản phẩm địa phương truyền thống như là thực phẩm và trải nghiệm du lịch Nhưng mà không phải ai cũng ủng hộ đâu các bạn Một trong những người mà vẫn tiếp tục phản đối Đó chính là Christine Lagarde à, Và các bạn thấy được là đây là một cái buổi họp báo Thì Christine Lagarde trước khi mà họp báo đã nói là Nếu như mà hỏi câu hỏi nào đó Bà biết thì bà trả lời Còn bà không biết đó thì bà sẽ nói là bà không biết Nhưng mà người này đó thì hỏi trực tiếp Christine Lagarde về crypto thì Tristan lại không trả lời các bạn, Tristan lại nói về tiền được số quốc gia, <laughs> hầu như là không muốn trả lời Nói chung đó thì uh, bà vẫn rất là anti-crypto hiện tại, bà là một trong những người cực kỳ anti-crypto châu Âu các bạn Thêm vào đó chính là uh, chủ tịch của ngân hàng BIS, có nghĩa là Bank of International Settlement các bạn, ngân hàng của những ngân hàng đó Thì uh, người đó cũng uh, rất là ghét crypto Tại vì sao thì uh, bà cũng đã từng chia sẻ là con của bà rất là thích crypto uh, cho nên có thể đó là lý do tại sao mà bà không thích crypto các bạn. <laughs> Giống như là Jamie Diamond nó là con gái của ông nó rất là thích crypto cho nên có thể đó là lý do tại sao mà ông ghét crypto các bạn tại vì ông có thể là không dạy con được. Bà cũng như vậy cho nên mới ghét crypto. <laughs> Chúng ta cũng có một cái thông tin không được tốt cho sàn Gemini và uh, ở Canada đó, thì lại mất đi một sàn đó chính là thông tin sàn Gemini sẽ đóng tất cả tài khoản khách hàng tại Canada vào cuối năm 2024 và trong cái email họ gửi cho người dùng đó thì họ nói là họ sẽ đóng tất cả các tài khoản tại Canada vào ngày 31 tháng 12 và thông báo cho người dùng là họ có 90 ngày để rút tài sản khỏi sàn Lý do là tại vì áp lực từ quy định mới của Canada không chỉ Gemini và Binance, Bybit và OKX cũng đã rời khỏi Canada sau khi mà có quy định mới này. Có thể nói là chúng ta chia sẻ rất là nhiều về những cái quy định ở Hoa Kỳ đã khiến cho ngành crypto nó khó phát triển hơn nhưng mà vẫn phát triển nhưng mà nếu như so với Canada đó, Thường cảm thấy được là ít nhất bây giờ ở Hoa Kỳ thì tình hình nó cũng đã lạc quan hơn rất là nhiều. Và chúng ta bây giờ hãy dành thời gian để mà chia sẻ về Bitcoin spot ETF các bạn ngày hôm nay ra sao và Ether ETF thì như thế nào. Hôm nay là một ngày lại đỏ nữa thì chúng ta thấy hôm qua đã có những dấu hiệu đỏ rồi, hôm nay chúng ta lại thấy có dòng tiền rời khỏi từ rất là nhiều những cái quỹ các bạn từ Fidel đi đến Bitwise tới Ark Invest và chúng ta thấy đang có dòng tiền âm là tới 283 triệu không hề nhỏ chúng ta vẫn chờ đợi thông tin từ BlackRock các bạn không biết là họ có dòng tiền dương đủ để bù vào hay là không nói chung là chúng ta thấy được là ngoại trừ BlackRock những quỹ còn lại đó thì chúng ta thấy được là cái vẫn của họ cũng tương tự như là phản ứng của những nhà đầu tư thông thường tại vì những nhà đầu tư đó cũng là mua bán những cái cổ phiếu này hàng ngày thì khi mà họ lo lắng đó họ bán cổ phiếu giống như là cổ phiếu công nghệ hoặc mình sẽ bán luôn Bitcoin Spot ETF nó rất bình thường chỉ có BlackRock là không mà thôi các bạn BlackRock dùng tất cả mọi thứ để mà giữ lại cái số lượng Bitcoin của mình hôm nay không biết như thế nào nhưng mà thường nó BlackRock là một cái ngoại lệ chúng ta nhìn vào Ether Spot ETF đó, thì chúng ta thấy được là cũng có lực bán ngày hôm nay chúng ta có được bảng đến từ Fidelity và đương nhiên đến từ Grayscale các bạn và đến từ Bitwise vẫn đang âm 48.6 triệu hiện tại vẫn đang chờ thông tin từ BlackRock nói chung không phải là ngày tốt cho Bitcoin và Ether ETF các bạn và hôm nay cũng là một ngày mà tiếp tục có sự điều chỉnh xuống trong vòng hai ngày qua đã giá đã điều chỉnh từ 66.000 đô cho một Bitcoin xuống tới mức hiện bây giờ là 64.750 nhưng mà ngày hôm nay đã có lúc xuống tới mức chỉ còn 60.100 đô mà thôi và phần trăm về cho lời đó đương nhiên cũng đã được điều chỉnh xuống các bạn. Thì bây giờ đã đã trả về cái mức là dưới 80%, ở mức là 78.7% hiện tại. Và chúng ta cũng còn hai thông tin nhỏ thôi muốn chia sẻ với các bạn. Thứ nhất là liên quan tới Robinhood thì Robinhood đã cho phép người dùng rút crypto trực tiếp ở Hoa Kỳ rồi. Bây giờ họ cũng sẽ mở rộng cho châu Âu các bạn. Những người ở châu Âu họ có thể là không những là mua và bán, họ có thể rút crypto của họ về ví cá nhân. Và như người nào mà là fan của Arbitrum One á, giải pháp tầng 2 cho Ethereum, Arbitrum đã vượt mốc 1 tỷ giao dịch kể từ khi ra mắt vào tháng 8 năm 2021. Đối thủ cạnh tranh Base đã ghi nhận 755 triệu giao dịch trong khi mà Opennet thì đạt 347 triệu giao dịch. Arbitrum đã hiện dẫn đầu các giải pháp tầng 2 của Ether với tổng giá trị khóa TVL là 2,5 tỷ đô la và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay. thùng hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link kia bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, XM, Binance, Alineax và một số những dịch vụ khác như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình. Như mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.